Hé nhô các bạn, cháu xin mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của anh Út Báo Ski BG. Và video ngày hôm nay thì mình sẽ trải nghiệm lại cái con Woodly này nha các bạn ơi, con Counter Titan nè. Để mình vô đây cho các bạn xem nha. Ok, con này nè các bạn. Nếu như mà các bạn có xem video trước của mình thì sẽ biết là con này mình chưa đến được nha. Và mình đọc bình luận mình thấy là có khá là nhiều bạn nói là cái con này nó bị giảm sức mạnh rồi các bạn. Cho nên video ngày hôm nay mình quyết định là mình trải nghiệm nó lại xem coi là nó giảm sức mạnh rồi á thì nó có còn đáng sở hữu hay không nha. Và cái con game Titan Kamigaman này nè, các bạn thấy có dòng chữ ký là game stress 777 gì đó không? Đó. Thì có rất là nhiều bạn comment nói là cái dòng chữ ký này á là cái con này nó bị double các bạn. Kiểu như là con game này nó bị nhân bản lên làm hai con á, thì nếu như mà ai sở hữu cái con này thì thời gian tới nó sẽ biến mất đó các bạn. Thì không biết có thể hay không thì mình cảnh giác các bạn luôn nha. Nhưng mà mình sẽ để con này ở đây để mà mình kiểm tra thử các bạn. Kiểu như mình sẽ để trong kho đồ mình không có gia đình nha, để coi mai mốt nó có mất hay không. Thì nếu như có mất đó thì mấy bạn biết các bạn tránh đừng có đổi mấy con có chữ này nghe bạn ơi. Có chữ game 777 này nè, đó. Là mấy bạn gặp cái con này các bạn đừng có đổi nha. Mình đổi xong mình đọc comment mình thấy khá là nhiều bạn nói là cái con này nó sẽ biến mất đó bạn, cho nên mình cũng hơi hoang mang. Nhưng mà thôi cứ để đại đi, khi nào biến mất thì mình sẽ làm video mình nói cho bạn biết là con này nó bị biến mất ha. Còn giờ thì nó vẫn còn cho nên là thôi cứ để bạn. Giờ mình sẽ trải nghiệm con này á. Ở đây có rất là nhiều bạn biết mình luôn nè, cho nên là bu lợi nè các bạn. Chào các bạn nha, chào các bạn nha. Nhưng mà mình không chào từng bạn được, thông cảm nha, tại vì kiểu mình đang làm video á. Rồi ok, chiến luôn chế độ toilet tone luôn nha. Chơi cái chế độ này là tôi biết nó mạnh nên yếu liền các bạn. Ok, vô. Thì mình phải đép đầu các kiểu và mình đem Cleon unit để mà gây đam chính nha mấy bạn. Nghe nói là cái con Woodly nó bị giảm sức mạnh là kiểu là nó đặt được có một con thôi. Hôm bữa hình như là tôi nhớ không lầm là đặt được tối đa 15 con luôn bạn. Nhưng mà bây giờ bị giảm sức mạnh là đặt xuống chỉ được có một con thôi nha. Nhưng mà một con thì mình nghĩ là nó cũng ổn đó bạn. Nhưng mà bây giờ kiểu như là bán nó ra rồi đặt nó vô á, thì nó phải hồi chiêu các kiểu cho nên là không biết nó làm sao ha. Thì để mình farm tiền rồi chút xíu mình tính sao mấy bạn. Và nãy giờ các bạn xem video của mình á, nếu như mà chưa like cho mình thì mình mong các bạn hãy bỏ ra 2 giây cho mình xin một like nè, cũng như là một lượt đăng ký kênh, xong rồi bật cái chuông thông báo để khi mà mình đăng video mới á, thì YouTube sẽ thông báo cho các bạn nha. Cũng như là để giúp cho mình sớm đạt 100.000 người đăng ký nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Khúc này thì mình sẽ đép đồ các kiểu nha, đặt clone unit ra để đép nha các bạn. Nói chung là mình sẽ đép bằng clone unit luôn nha. Đép phụ con Last Boss Lemon bạn để nó đánh chậm lắm. Ok, rồi đặt con farm tiền ra nè. Cái meta hiện tại á là các bạn nếu như mà có thấy chơi nó khó quá đó thì các bạn nhớ đem theo 2 con farm tiền nha. Tại vì meta hiện tại là mình thấy là nên đem 2 con farm tiền thì nó sẽ dễ chơi hơn á. Còn mấy bạn đem một con farm tiền xuống một thôi thì chơi nó sẽ hơi khó các bạn. Cái gì mình biết thì mình sẽ chia sẻ các bạn hết cho các bạn yên tâm nha. Thì mình thấy khó thì mình nói vậy thôi, còn bạn nào thấy dễ thì cứ đem một con farm tiền bình thường cũng được nha. Ok, mình sẽ đép bằng clone unit chút xíu, mình sẽ đặt nó ra sao các bạn. Không biết là bị giảm sức mạnh rồi nó có đáng sở hữu không nha. Rồi ok, farm tiếp. Cái gì mà kiểu như game SkyBG cập nhật mà nó cập nhật ít cái quá cho nên là mình làm muốn hết content nữa đó mấy bạn. Không biết chừng nào mới cập nhật nữa ha. Mình nghĩ là giờ cập nhật được nữa rồi đó. Đợi lâu quá. Rồi ok, farm tiền nào các kiểu nè. Còn mấy con farm tiền nữa thôi, mình sẽ đặt nó ra coi nó làm sao các bạn, coi nó có khác gì không nha. Ở đây không biết là có bạn nào chơi game anime Vanguard mới không nha bạn. Cái game anime mới ra đó thì mình cũng có đang làm về cái game đó bên cái game kênh Anh Út Báo Anime các bạn. Nếu như mà bạn nào mà có chơi game đó thì qua bên Anh Út Báo Anime xem nữa nha. Nói chung là game nó cũng rất là cuốn các bạn. Mình chơi mình thấy khá là ghiền luôn á. Cho nên là mình cũng đăng video bên kênh kia khá là nhiều các bạn ơi. Rồi rồi ok ok, thì bây giờ mình sẽ làm gì tiếp theo đây. Con này nó đép ổn rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ đặt nó ra các bạn, mình đặt Woodly mới này ra nè. Cũ chứ không phải mới, sorry các bạn, mới sửa chữa lại. Thì mình nghĩ là nó chỉ sửa chữa cái bị giới hạn một lượt đặt thôi sao các bạn à. Ngoại hình thì nó vẫn như cũ nhưng như xưa mà đúng không? Nâng cấp nói chung là mấy cái này là cái này kiểu như là nó nâng cấp lên nó sẽ thay đổi cái vũ khí đó vậy đó các bạn. Kiểu như là các bạn nâng cấp thì nó sẽ khác như vậy thôi. Còn cái tuyệt chiêu này thì nó bị che hết trơn rồi cho nên là cũng không có đọc được cái gì các bạn. Chút xíu trải nghiệm là biết nó khác như thế nào liền ha. Chứ giờ đọc mấy cái này cũng không hiểu gì nhiều đâu. Xíu có con boss nó ra xài tuyệt chiêu lên nó là biết liền à mấy bạn. Đó, level này thì nó vẫn còn đánh AOE bình thường nè ha. Đó, lên level 3 là nó có AOE rồi. Nói chung là cũng không khác gì các bạn. Nâng cấp nó thì cũng khá là rẻ thôi, có ba mấy ngàn tiền, 30.000 tiền là xong rồi. Rồi đặt thêm con thử được không? Bị giới hạn lực đặt thiệt nha, đã có một con rồi các bạn ơi. Nhưng mà giới hạn được đặt người ta ăn con thì phải thêm gì đúng không? Nhưng mà chút xíu thì biết sao. Chút xíu trải nghiệm thử là một con có đáng hay không nha. Chứ mình thấy là cái tuyệt chiêu của nó là lên con boss nó rất là mạnh đó bạn. Cho nên là mình nghĩ là một con thì nó có thể cũng ok chứ không tới nỗi nào ha. Con là nghĩ cũng được rồi chứ không phải là quá là lỏ đâu các bạn. Nhưng mà để chút xíu trải nghiệm coi làm sao. Giờ tập trung farm tiền các kiểu rồi nâng cấp mấy con clone rồi các kiểu nha. Ok. Ê, quay 40 mình sẽ đặt thêm một con Last Spotlight Man để mà đựng cho con trai tốt nó bắn các bạn.
À, đừng nói bắn em Woodley của tao nha, đừng có bắn nha. Ôi ok, nói chung là cũng được được đó. Thì mình sẽ coi từ khúc bốn mấy là trở lên coi nó làm sao nha các bạn. Coi nó ok không nha, nó đẹp các bạn, coi nó đánh rồi, bắn rồi. Nãy giờ mình cũng chưa xài được chiêu cho nó luôn các bạn. Mình để dành cái thiệt chiêu cho con boss thôi nha. Nói chung là chỉ quan trọng cái thiệt chiêu để mà xử lý con boss thôi. Coi nó có còn ok như xưa không nha. Một con thì nói chung là nếu như mà thiệt chiêu như xưa á, thì mình nghĩ là mình nâng nó lên xong rồi mình bán bỏ rồi mình đặt ra tiếp một con nữa thì nó vẫn hợp lý các bạn, nó vẫn thắng được chế độ Nightmare khá là dễ thôi, nó hỗ trợ cũng sẽ rất là tốt đó các bạn. Cho nên là mình suy đoán nha, mình suy đoán là cũng đáng sở hữu đó chứ không phải là bị giảm sức mạnh thì là tệ đâu, nhưng mà không biết làm sao thì cứ việc xem đó các bạn. Mấy khúc này thì nó đẹp quá là ok rồi đó, từ đầu tới giờ là mình thấy nó khá là ổn các bạn, đánh AOE xong rồi đam khá là ổn luôn. Nhưng mà chỉ có một cái là nó bị giới hạn lực đặt chống mấy con Comet đó các bạn. Thì bây giờ chúng ta đừng có xem nó là một con Woodley nữa, chúng ta xem nó như là một con Comet đi nha, coi nó như thế nào nha các bạn. Đó, kiểu như là mình thấy là mấy con Comet kia nghe, mấy con Comet mà kia mình không nói tên luôn, tất cả luôn, mình nói thẳng là tất cả luôn các bạn, là mình thấy là không có cái con nào mà ra hồn hết trơn á. Riêng mình trải nghiệm mình thấy gì đó nha, thì kiểu như là các bạn cứ cho cái con Woodley này là một con Comet đi, nó bị giới hạn một lực đặt đó, thì để con mình trải nghiệm nó như thế nào nha. Thì hồi sớm giờ là đánh AOE cũng bình thường thôi đó, đây là một con Woodley cũng cái gì con Comet khá là bình thường đó các bạn, kiểu như vậy đó. Nhưng mà quan trọng là hồi sớm giờ mình chưa có xài tiệc chiêu cho nó, thì đến chút xíu mình xài tiệc chiêu lên bot coi cái con Comet này nó có xịn không nhé các bạn. Ồ biết đâu nó xịn thì sao đúng không. Rồi quay 47 rồi đó ha, 47 thì nhiêu đây unit là được rồi, đặt thêm được con nữa đó, nhưng mà thôi khỏi đặt nó mày, nhiêu đây là nghĩ là ổn rồi đó. À, chuẩn bị xem con Comet mới của chúng ta như thế nào nha các bạn nha. À, nói chung là Woodley hình như là con nào cũng đặt được nhiều hết trơn á, có mỗi ông cố này là ông đặt được có một con thôi đó các bạn, cho nên là mình cho nó thành con Comet luôn. Anh Út mong là cái con Comet trong lòng của anh Út sẽ không làm cho anh Út thất vọng nha. Rồi thôi, bị giới hạn nhỏ đặt được có một con là thấy tội nghiệp nhỏ rồi đó các bạn ơi. Rồi rồi ok nha, 48 rồi, 48 rồi, sắp đến giờ khắc quan trọng bạn ơi, 49 luôn rồi nha. Bạn chuẩn bị xem cái gọi là cái tuyệt chiêu của con Comet mới này nè, con Comet mới gọi là đẳng cấp siêu cấp phía bậc gò của anh Út nha. Chỉ có kênh anh Út mới gọi con này là Comet thôi bạn, tuyệt chiêu tuyệt chiêu nãy giờ chưa xài luôn, cho nên là không biết là nó có thay đổi gì không, có khi nào xài cái tuyệt chiêu phát là nó như bình thường, nó không khác gì luôn không ta. Rồi bot ra nữa bạn, bot ra nè, thì bạn quan sát cái máu con bot nha, mình sẽ xài được chiêu bạn. Ok, xài được chiêu rồi đó, coi nè. Nó hút kìa, trời hút giáp kìa. Ôi ôi vô tới cái máu kìa các bạn. Tới cái máu rồi nha, các bạn coi kìa. Trời ơi hút đã không? Cực kỳ nhanh luôn nha các bạn nha. Đó, đó đó. Nó còn các bạn, cái tiệt chiêu nó vẫn còn đó. Ê. What the hell, tiệt chiêu lâu vậy? Ôi. Ấy hình như là cái tiệt chiêu này là nó hồi lâu hơn các bạn ơi. Nó lâu hơn hồi xưa nha. Wow, còn luôn kìa các bạn. What the hell, cái tiệt chiêu xài lâu dữ vậy? Trời ơi. Ôi ơi. Xịn bạn, giờ mới hết rồi bạn, tới giờ mới hết nè. What the hell, nó mạnh thiệt các bạn ha, không phải đơn giản nha. Con boss được còn gì đây máu rồi nhầm nhò gì nữa đúng không? Ê, cái tiệt chiêu này là tăng thời gian hồi chiêu nha mấy bạn, chứ không phải như hồi xưa đâu nha. Tăng thời gian hồi chiêu á, bây giờ là nó đánh rất là lâu nha. Hồi trước mình trải nghiệm là mình thấy là nó xài tiệt chiêu đâu có lâu vậy đâu. Nhưng mà giờ nhìn không thấy gì hết trơn nè các bạn. Nhưng mà cái này là nó tăng cái thời gian hồi chiêu đó các bạn à. Rất là lâu, rất là ok luôn á. Và chỉ có 9 phút 42 giây ha. Trời ơi, 9 phút 42 giây là mình đã chiến thắng rồi đó các bạn. Ôi ơi, đây chính là một con Comet trong lòng của anh Út Báo nha các bạn nha. Nói chung là đây là con Comet các bạn, trong lòng mình nó là một con xứng đáng là con Comet nhất từ trước đến giờ luôn á, trong mấy cái con Comet mà mình trải nghiệm luôn các bạn. Nhưng mà nó chỉ là một con Woodley thôi nha, nhưng mà mình xếp hạng nó là cao hơn mấy con Comet luôn á các bạn à. Nó rất là ok, không phải là bị giảm sức mạnh đâu, mình thấy hình như nó còn bị tăng sức mạnh đó các bạn. Kiểu như là các bạn đâu có cần đặt nhiều tiền đâu đúng không, mấy con Comet khác là các bạn đặt ít nhất là khoảng đâu đó là 70.000 tiền, 100.000 tiền á, con này đặt có 30.000 tiền à. Nhưng mà đặc biệt là nó còn mạnh hơn mấy con kia nữa các bạn, cho nên là mình đánh giá là con này là rất là xịn sò mấy bạn ơi. Ồ, nó còn xịn hơn mấy con Comet nữa thật sự luôn á. Nếu như mà đánh giá với mấy con Comet là nó đứng hàng đầu Comet luôn đó các bạn. Rồi video mình đến đây hết rồi, xin chào các bạn nha, bye bye.